Chi tiết vụ việc, ô tô lao vào tiệm bánh mì ở Đà Nẵng, nhiều người đi cấp cứu. Sau khi tông vào đuôi xe 16 chỗ, ô tô tiếp tục chạy tốc độ nhanh lao thẳng vào tiệm bánh mì phía trước. Thông tin ban đầu, khoảng 18 giờ tối ngày 3 tháng 4, ô tô 7 chỗ biển kiểm soát 43A-50582 chạy trên đường gom của hầm chui Điện Biên Phủ, phường Trinh Gián, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng, theo hướng từ quận Hải Châu lên quận Liên Chiểu. Khi đến gần đoạn giao với đường Lê Độ, ô tô 7 chỗ tông vào đuôi xe 16 chỗ chạy cùng chiều. Chưa dừng lại, ô tô 7 chỗ tiếp tục chạy với tốc độ nhanh, lao thẳng vào tiệm bánh mì Đồng Thạnh, số 60A đường Điện Biên Phủ. Vụ T. Ai nạn khiến ít nhất 3 người trong tiệm bánh mì bị thương. Các nạn nhân đã được đưa đi cấp cứu. Tại hiện trường, tiệm bánh mì hư hỏng, xe máy bị hất văng lên vỉa hè, ô tô nổ lốp hư hỏng phần cabin. Lực lượng chức năng đang khám nghiệm hiện trường, làm rõ nguyên nhân tai nạn. Sai à? Sai luôn. Biết là chủ phương tiện là đã sai rồi nha các bạn. Đây mình có thể dùng cảnh luôn. Cảm ơn các bạn đã xem video. Các bạn đừng quên nhấn vào đăng ký kênh để không bỏ lỡ những video mới nhất nhé. Xin cảm ơn.